Tức là họ dùng mọi chiêu trò. Khi chữa bệnh á, họ mời riêng những người giàu có vào. Họ điều tra cái nhân thân của người đó đang gặp cái tai nạn gì. Thì đầu tiên hết á, là nghiệp, là quả. Rồi họ khai thác vô cái chữ hiếu của từng con người Việt Nam chúng ta. Tại vì Việt Nam chúng ta là cái đạo đầu tiên hết đó là thờ cúng ông bà. Không có gì hơn cái chữ hiếu hết. Nó là một trong cái đầu tiên của cái tứ âm của một con người đó. Nên đó, khai thác vào chỗ chữ hiếu. Thì khi là nói rằng mồ mả ông bà bị động. Thứ hai, ông bà cửu quyền thập tổ không siêu thoát. Khai thác vô cái điểm yếu đó. Khi mà rồi bây giờ là phải là cúng dường để xây chùa, để làm những cái điều tốt để xây chùa hay là làm cái này kia nọ. Thì họ khai thác vô đó và họ nói là họ đang xây chùa. Họ chuyển làm để họ làm cái điều đó để giải cái nghiệp kia, để khai thác, để trục lợi. Tôi nói rõ như thế. Đó, tức là họ dẫn dắt người ta vô cái mê tín. Nhưng mà thật sự không trách cho những người bị lừa. Vì họ làm những cái điều mà họ thì lúc đó họ yếu đuối. Họ có gì một chút u mê. Nhưng mà do cái chữ hiếu, họ muốn lúc nào cũng ông bà mình được siêu thoát. Muốn ông bà mình cũng là coi như kể cả hy sinh trong nhà hết gạo đi, ngày mai đi làm khổ cực, nhưng mà để phục vụ cho cái chuyện đó. Tôi bảo đảm người dân Việt Nam chúng ta ai cũng nghĩ đến chuyện báo hiếu, kể cả cho tổ tiên, cho cha mẹ lúc còn sống và cho những người đã quá cố. Rồi họ khai thác cái mê tín đó, nó dẫn dắt cho con người mê tín. Xin thưa các bạn, tôi đã từng bị mê tín. Năm 1997 tôi đi là đại biểu quốc hội, tôi đi họp quốc hội xong chiều thứ bảy chủ nhật không làm gì, bạn bè rủ tôi đi đến một ông thầy. Thì đi chơi thôi, họ đi với mình đi chơi thôi. Tự nhiên mình trở thành một cái đối tượng là chú ý. Mời mình để xem. Thì nói mồ mả ông bà tôi bị động. Cứu quyền thất tổ gỡ tôi. Bây giờ phải cúng, phải làm những điều với bốn phận. Tại tôi là con trai lớn mà. Bắt đầu cúng. Đưa tôi những cái đồ, trong đó có trứng gà, những đồ gói vô đem về để dưới mộ ông bà. Tôi nói thật với các anh chị đây, tôi là cái người đã từng rơi vào cái hoàn cảnh đó. Và khi chúng ta đã vào trong cái vòng, vì chúng ta lúc nào cũng muốn thể hiện để báo hiếu, nên họ lợi dụng vào cái yếu điểm chúng ta, cái lòng tốt của chúng ta. Việc làm chúng ta là việc làm tốt, nhưng mà cái người ta lợi dụng. Nên nhân đây tôi xin thưa với tất cả thầy nào, thầy bùa nè, thầy cúng nè, dẫn dắt cho người ta đi vào mê tín gì đó nè, và làm những kiếm những cái đồng tiền mà bất nhân như thế đó, hãy dừng đi. Không tội lỗi lắm. Mười đời mười kiếp cũng không trả nổi cái đó đâu. Nhân quả, hôm nay chúng ta gieo cái gì thì ngày mai chúng ta gặt cái đó. Tâm là của mình. Mình làm điều thánh thiện, mình thành tâm, không? Mình cầu xin cái việc gì đó, linh nó là quả, nó là quả. Thì cái linh nó phản ánh cái tâm của mình. Chứ không phải tâm linh là ở trong chùa, không phải tâm linh là ở trong cái ngôi đền, không phải tâm linh là trên núi cao, mà tâm là của chúng ta. Tâm nó là nhân, linh nó là quả. Nên nó là hiện nay không có cái gì, con đường tu để chúng ta hướng thiện, không có gì hơn cái lực nhân quả hết. Người ta nhiều lúc người ta bị phiền não, người ta đau khổ, người ta phiền não. Người ta đi vào một ngôi chùa, ngôi đền là người ta muốn để tìm chúng thanh tịnh, để người ta cầu xin, để người ta sửa mình, để người ta bớt đi cái phiền não. Nhưng mà không ngờ có khi người ta đi vào đó gặp cái ông thầy tốt để dẫn dắt chúng ta đi ra khỏi cái phiền não không nói. Gặp chúng là những cái vị sư hay những ông thầy mà mượn đạo tạo đời để vào núp ở trong chùa, không, để trục lợi. Thì lúc đó là bắt đầu bày người ta cúng, chỉ cho người ta cúng cái này cái kia cái nọ. Ví dụ như tôi nói các anh chị nè, hồi xưa đó, khi tôi chưa ngộ ra đó, tôi thấy người ta cúng sao thì tôi cũng thắc mắc để giải hạn. Nhưng mà tới giờ này tôi ngộ được rồi, tôi biết được rồi, tôi nói với nhân viên tôi, một cái người đi ăn cướp, đi giết người,
Rồi xong rồi chúng ta có tội lỗi, chúng ta có nghiệp, lại hạn, lại chúng ta đi vô trong chùa để cho chúng ta đóng tiền vô, rồi ông thầy cũng không sao, để ông giải hạn cho mình, làm sao được. Phước ta tạo ta hưởng, nghiệp ta gieo ta phải trả. Không có gì hơn thay bằng cái ngày đi cúng sao ấy. Chúng ta thành tâm, chúng ta sám hối, và ta tự vấn lại bản thân chúng ta, dù vô tình hay cố ý, người ta tạo nên cái nghiệp đó. Bây giờ thành tâm để sửa đổi. Khi sửa đổi xong rồi, và chúng ta ráng cố gắng, chúng ta hành thiện, chúng ta chia sẻ với đời, chúng ta làm những việc tốt. Ví dụ ta đi ngoài đường, ta gặp cục đá nằm giữa đường, dừng xe lại, bê vô, chỉ cần chúng ta nói, nếu người sau mà va vào thì chết người. Đó là tâm Bồ Tát đó. Tức là những cái hành thiện, không phải có nhiều tiền cho, nhưng mà trong cuộc đời sống hàng ngày, tôi nói với các bạn, tu á không khó đâu. Đừng nghe người ta dễ dời quá sức. Tu là sửa, tu là sửa. Chúng ta ráng cố gắng, chúng ta sửa, chúng ta làm việc hành thiện, chúng ta làm việc tốt. Chúng ta đừng tạo cái nghiệp chướng, giống như đó, đi lừa đảo, giống như Võ Hoàng Yên như thế đó, đang tạo nghiệp đó, đang gieo cái nhân. Bao nhiêu gia đình khổ cực, tôi nhìn cái cảnh của những mẹ già dẫn đứa cháu ngoại mình đi, 87 tuổi xô ngã đó. Trên YouTube có những bạn YouTube đi tìm được. Rồi á, người ta phải đi mượn tiền của xã hội đen, của giang hồ, để thuê xe để đưa con mình đi. Không có người mẹ nào bỏ con hết. Khi con mình bị câm điếc, xin lỗi, bán cả nhà, cả gia sản để cứu con mình cũng sẵn sàng làm. Người ta khai thác vô như thế, rồi đi lừa người ta như thế, làm gì? Mình cái gì chữa không được, làm cha gì cuộc đời của người này, làm cha gì cái cách mà mình làm. Có người cuộc sống nó bao nhiêu năm đâu, có người vài chục năm, có người 50-70 năm, có người 100 năm, có những người 20 năm. Rồi chúng ta đem theo được cái gì? Mà tại sao là chúng ta là người lại có ăn học mà chúng ta đi làm những cái điều như thế? Nên tôi thấy là những cái điều mà đặc biệt vừa qua nó xảy ra cái chuyện, tôi cảm thấy là phải nói là rất là đau lòng. Đặc biệt là cái cuối cùng của đồng tiền cuối cùng, đó là cái đồng tiền của thiên tai bão lụt. Lúc bà con nhân dân của mình, tôi sống miền Trung, tôi biết quê miền Trung, cái cảnh mà thiên tai bão lụt đau khổ lắm các anh. Tôi nói thật, người ta chờ từng gói mì gói, để chờ từng cái miếng dầu để thắp đèn tại điện lúc đó cúp, cần chừng chiếc chăn. Thì người dân đang cần như thế, những tấm lòng tốt. Có những người nghèo, người ta cũng, anh em đi lãnh lương tháng 4-5 triệu cũng có khi chia sẻ 100-200 ngàn, lá lành rùm rá rách. Đó là cái nghĩa cử của cái đồng bào Việt Nam chúng ta. Đó, rất là tốt, từ ngày xưa giờ đó là vốn có là cái tâm thánh thiện của người Việt Nam chúng ta. Mà đi ăn vào tiền đó, tôi nói thật ra là phải nói là không chấp nhận được. Tôi nói thật với các anh các chị, không có gì qua cái luật nhân quả. Chúng ta tu là sửa trên cái nền tảng của luật nhân quả. Ngày nào chúng ta làm được việc thiện, chúng ta làm được việc đức độ, chúng ta vui vẻ, thì ngày đó chúng ta đang sống ở trong cõi niết bàn. Ngày nào chúng ta làm điều ác thì đêm đó chúng ta đang ngủ trong cõi địa ngục. Địa ngục hay thiên đàng là do ta. Không một ông thầy nào trên thế gian này làm thay cho ta được hết, mà phải bản thân chúng ta. Đức Phật không bao giờ can thiệp được vào trong luật nhân quả. Phật là gì? Phật là người mà sửa được cái khiếm khuyết, tất cả cái khiếm khuyết của con người thì thành Phật. Khi sửa được các cái khiếm khuyết thì họ sẽ quán chiếu được cái quá khứ, cái hiện tại và cái tương lai, và không phải là đấng toàn năng. Phật để lại cho chúng ta cái pháp đã dày công khổ cực giúp cho chúng ta, để chúng ta đi tìm, khỏi đi tìm, mà chúng ta quan trọng là bỏ thân ra để sửa, và phải tự thân. Tôi nói thật với các ông thầy đi, ông có phước thì phước ông hưởng, không ai nương tựa ai được. Phước là do mình gieo thì mình được hưởng. Cái gì không may mắn xảy ra trong cuộc đời mình, những cái nghịch cảnh xảy ra, các bạn nhớ giùm tôi một điều, không ai hại mình hết. Đó là do nhân duyên nhiều đời, nhân quả nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo. Bây giờ duyên nó đến, chúng ta trả. Đừng nghĩ ai hại mình thì tối giấc ngủ mình bình yên. Mình cho rằng họ hại mình, tối về mình suy nghĩ, mình tìm cách hại lại.
thì mình là người tiếp tục gây nghiệp. Nên là ở đây là hóa giải được cái nghiệp của mình, chỉ có một con đường duy nhất, đó là làm điều hành thiện, sống tốt, không? Và sống vì mọi người. Đó là chúng ta gì? Thay đổi được cái số mạng, và thay đổi cái đức nó rất là quan trọng. Tôi nói thật với các bạn ở đây, ai đi vào trong Đại Nam thấy tôi ghi hai câu: lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta; lấy phúc đức làm của, của theo ta vạn đời. Cái chúng ta xuống làm người đấy, ai cũng có cái số mạng. Cái số mạng đó đâu, từ đâu? Từ cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp chúng ta, nó kết tinh ra chúng ta thành cái số. Chúng ta cái gì chúng ta được hưởng thì không ai cho chúng ta hết, mà thật sự rằng đó là cái phước chúng ta gieo nhiều đời nhiều kiếp, và kiếp này chúng ta mặc nhiên được hưởng. Cái gì không may mắn đến với chúng ta thì cái đó là thật sự là cũng là do chúng ta, chứ cũng không ai hại chúng ta. Nên người ta nói câu là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thiên ở đây không phải ông trời, mưu tính cái gì là do mình đang tính. Thành hay không á, là chữ thiên ở đây thật sự là nhân quả nhiều đời và kiếp này của chúng ta. Nên bạn thấy không, vừa qua xảy ra cái nạn dịch Covid, tôi muốn nói nhân quả. Mẹ thiên nhiên, trời Phật ban tặng chúng ta có một trái đất rất đẹp. Hồi họ đi ngang một cái dòng sông, xin lỗi, tôi vứt nước lên vậy là tôi uống được. Quê quê như thế này tôi uống được. Xin lỗi các bạn, đây nè, bây giờ cả dòng sông ở trong đất nước chúng ta, có chỗ nào chúng ta uống được không? Có được cái ngày mà như tôi còn thơ ấu cách đây chừng 50 năm. Thì nói chung á, là vừa qua xảy ra cái nạn đại dịch Covid. Nạn đại dịch Covid á, thì chúng ta thấy nè, có ai cầu xin được cái gì đâu. Có một tôn giáo nào trên thế giới này có thể tổ chức lập đàn để cầu xin cho con Covid nó đi khỏi trái đất này để bảo vệ được loài người không? Nên cái quan trọng không phải ở đây là dạy cho người ta cầu xin, mà cố gắng tôi cầu xin các tôn giáo, các thầy nên dạy cho Phật tử của mình, dạy cho những người bên dưới mình hằng ngày sống, dạy cho cái hành vi của mình sống, làm những điều tốt, thánh thiện. Thì tôi nghĩ rằng đối với là quan trọng, cái nhân mình gieo cái gì thì cái quả sẽ gặt cái nấy. Gieo trái bầu, hạt bầu thì dứt khoát gặt quả bầu. Có ai cầu xin được cho Covid ba đi không? Hay là con Covid đó các bạn thấy không? Người ta, nhà khoa học gọi là nó biến thể. Biến thể là gì? Là không thể khống chế được. Không thể khống chế được. Nó giống như một cái, nếu về tâm linh á, thì người ta có thể nói nó giống như một bóng ma, lúc ẩn, lúc hiện. Đó các bạn thấy qua các thịt. Thì ở đây nè, trừ khi chúng ta thay đổi cái cách sống, và chúng ta thay đổi cái hành vi trong cuộc sống hàng ngày, và chúng ta biết thương yêu nhau. Chứ bây giờ loài người chúng ta ngồi để nói thật là chúng một trong muôn loài, loài người là loài có trí tuệ cao nhất. Giết hết các muôn loài rồi, xong rồi chưa đã. Con thú ấy, tôi có nuôi cây sở thú nè, một con cọp ấy, nó giết một con nai đi, nó ăn no, đi vô nó ngủ. Chúng ta giết để chúng ta để trong kho, để làm của thờ. Và tôi nói thêm một điều nữa, rồi xong rồi giết các loài khác không đã rồi, rừng cũng tan nát, dòng sông cũng banh, rồi bao nhiêu ở dưới đất cũng phá. Rồi kể cả nó giết đã đời các loài khác rồi, bây giờ giết đồng loài với nhau, ỷ nước lớn, ngồi suy nghĩ ra cái cách sao để đi chiếm nước khác, để đi tàn sát nước khác, để lấy cho cái, để được cái của thừa đó. Đó là cái tham sân si, chính là một cái tội lỗi mà nó tạo ra. Nên nó chính là tất cả mọi cái nó xảy ra là thật sự đừng đổ cho trời. Cái gì con đâu đừng nói trời. Chúng ta nhiều lúc chúng ta nghĩ mình đi, mình so sánh đi, con người của mình đối xử với nhau, đối xử với muôn loài, đối xử với trái đất này cũng giống như là cũng vô tâm nè, cũng vô tình nè, cũng vô cảm. Thì con Covid cũng vậy, nó có tí xíu thôi, không thấy được, nhưng mà nó cũng vô tâm,
vô cảm và vô tình. Viết lại chúng ta, tại sao không nhân quả, tại sao cả hàng ngàn con người bị nhiễm Covid lại có một, hai người hay năm người bị, chúng ta phải xem lại. Nên là mong làm sao chúng ta thay đổi cái hành vi sống hàng ngày trong cuộc sống, thì tôi nghĩ rằng đối với nhân quả, cũng như tôi nói nè, là bây giờ là hiện nay đất nước chúng ta, đặc biệt cái người dân Việt Nam chúng ta là luôn luôn hướng thiện, luôn luôn thờ cúng ông bà tổ tiên. Nhưng mà có những người ta ngồi người ta suy nghĩ lại cái chữ hiếu của dân tộc chúng ta, của trong nhân dân, là bắt đầu người ta ngồi người ta nghĩ ra cái cách khai thác để kiếm tiền, lợi dụng vào cái chữ hiếu. Nào là tung ra là ông như nãy tôi nói, nào là động mồ động má, nào ông bà không siêu tốt, để chi lợi dụng cái đó để bắt đầu khai thác để trục lợi, để kiếm tiền. Rồi á, là cúng thay, tôi xin thưa các bạn, trừ khi chỉ có mình chỉ làm thay đổi được số mạng của mình, chỉ có mình chỉ giải được nghiệp chướng của mình thôi, bằng cách hành thiện và thành tâm sám hối để sửa đổi. Và không một ông thầy nào trên thế gian này, khi tôi đi ăn cướp ăn trộm vô ông cúng để cho tôi hết tội hết. Khi anh làm việc không đúng, anh hại người, thì còn ngồi cái chi phối của luật pháp ra, còn cái chi phối của luật nhân quả, công bằng lắm. Họ nên gieo cái gì gặt cái nấy. Và tôi cũng một lần nữa xin nhắn gửi với tất cả các thầy bà trong đất nước này, dù đó thầy đó đang núp trong chùa, đang ẩn mình trong chùa, hay là ẩn mình vào một cái tôn giáo nào, nhưng mà mang với một cái động cơ mà trục lợi để lừa phỉnh người dân, để khai thác dẫn chăn dắt người dân để mê tín, để trục lợi, thì xin dừng lại đi. Nhân quả đến sớm lắm. Đó, chúng ta là những người đi trước, kiếm nhiều đồng tiền, mà những đồng tiền như thế không giữ được đâu. Kinh tế nó chỉ quyết định cái mức sống của con người thôi, nhưng cái đạo đức ấy, quyết định sự thịnh suy của kinh tế. Qua việc của Võ Hoàng Yên, chúng ta học được rất là nhiều cái bài học, là đừng để người khác lợi dụng vào lòng tốt của mình. Và lúc nào chúng ta từ bi, chúng ta hiếu thảo, nhưng chúng ta phải có trí tuệ. Chúng ta có trí tuệ, cũng như tôi nói các anh chị ở đây, cái tên tôi là Uy Dũng. Tôi có làm một cặp câu đối, tôi để lúc nào cũng trong đầu tôi, và tôi xin đọc hai cái câu, hai cái chữ Uy Dũng của tôi cho các bạn. Uy giữa từ tâm, an sở tắc, dũng trong bi trí, vững sơn hà. Tôi nói thật, lúc nào chúng ta dù từ tâm, chúng ta có cái uy, không thể từ tâm ai muốn làm gì làm, không? Đó, nên đó là cái điều mà chúng ta ráng trong cuộc sống, chúng ta hiếu thảo, nhưng chúng ta phải đừng để chúng ta rơi vào cái cạm bẫy, để người ta biến mình trở thành vô minh, u mê, để người ta trục lợi. Tại vì chung quanh chúng ta còn nhiều điều phải làm, còn nhiều điều phải chia sẻ. Hiện nay tôi nói thật, không có một quốc gia nào mà người dân á, một trong những quốc gia mà con người thờ cúng ông bà, biết đến tổ tiên, hiếu thảo mà thánh thiện, đặc biệt là người dân Việt Nam chúng ta, một trong 10 quốc gia có được cái đó, và nghĩ rằng á, có tổ tiên và lúc nào cũng có bàn thờ, thờ cúng ông bà. Nên là chúng ta ráng cố gắng, không ai làm thay chúng ta được. Thôi đừng có mê tín nữa, tôi là người đã từng mê tín, tôi nói thật với các anh chị. Nhưng mà cái mê tín của tôi, khi mà tôi trải nghiệm ra rồi, tôi chia sẻ lại cho mọi người, tu là sửa, tu là sửa. Và chúng ta cố gắng, mấy cái mà nếu ai là đã quy y thì thôi đừng sắc sanh, đừng tà dâm, rồi đừng nói dối, đừng uống rượu say sưa. Những cái điều như thế, nếu mà một gia đình nào mà đều làm được cái điều đó, thì nhà cái xóm nó ngủ tối ngủ khỏi cần đóng cửa. Bà vợ cũng không có cần đi rình chồng đi đâu, mà chồng cũng không có rình vợ đi đâu. Cái đó nói thật á, thì đó là hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong cảnh niết bàn nè. Hạnh phúc là gì? Nó là cuối cùng của hạnh phúc, nó là chân thiện mỹ. Con đường chúng ta đi là đi đến cảnh niết bàn là đó. Và chúng ta cố gắng xây dựng cái cảnh niết bàn, đừng có đợi khi nhắm mắt chúng ta đi lên ở trên thiên đường á, chúng ta chỉ gặp cảnh niết bàn, không có đâu. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, tất cả những cặp vợ chồng hay những gia đình, chúng ta xác định rằng phiền não nó là hạt giống của Như Lai. Chính từ có phiền não, từ cái khổ đau nó ra cái phiền não, thì chúng ta với tu sửa để chúng ta trút bỏ, dẹp hết cái phiền não,
và chúng ta sửa hết cái khiếm khuyết của mình. Ông Phật nói rồi, ông đã thành Phật, còn mọi chúng sinh đang thành Phật, ai cũng có thể thành Phật. Cái quan trọng chúng ta chịu tu sửa hay không. Và tu nó rất là dễ, tôi khẳng định. Nó không mông lung mà không dài dòng như các bạn thấy đâu. Đầu tiên hết là chúng ta nhớ giùm có luật nhân quả. Và luật nhân quả đang vận hành cả cái vũ trụ này, trong đó có vận hành cả cái đời sống không và quy trình sống của chúng ta. Chúng ta nhớ giùm cái đó. Thì khi chúng ta khi hành động một cái gì, nhớ là có luật nhân quả. Cái ngày hôm nay chúng ta gieo thì nó sẽ là cái quả của ngày hôm sau. Nên là những cái việc của Phổ Hoằng Yên gieo thì dứt khoát sẽ gặt quả. Ngồi cái luật nhân quả mình phải bị trừng phạt tòa án lương tâm mình, thì còn có sự chi phối của pháp luật, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Và đây cũng là một bài học để cho chúng ta biết rằng và cho ba tánh không có bị người ta lường gạt nữa. Nhiều lắm, nếu mà gọi là lường gạt là mượn vào tôn giáo, mượn vào cái niềm tin, mượn vào chữ hiếu, mượn vào của những người đang muốn hướng thiện để dẫn dắt người ta đi để trục lợi. Không phải một Võ Hoàng Yên đâu, đất nước chúng ta còn nhiều lắm, và còn nhiều người nay mai cũng sẽ giống Võ Hoàng Yên, hay nhiều bị đang lẩn tránh ở đâu đó không, từ trong chùa hay là thầy bùa, thầy ngải hay là tất cả cái. Tôi là nói thật với các bạn, tôi nghiên cứu về tâm linh, tôi nghiên cứu để tôi học Phật, để tôi cũng tu sửa bản thân mình, để tôi làm tốt hơn những điều. Thứ nhất, báo hiếu. Dân tộc chúng ta, tôi đi xuống miền Tây, tôi hỏi, hôm trước tôi hỏi có một người cũng trẻ tôi, 16 tuổi, họ cũng biết cái tứ ân đàng hoàng. Thứ nhất là hiếu thảo, thứ hai là chữ trung với đất nước, nước mất nhà trang, thứ ba là tam bảo, đó là Phật đã cả đời không đã hy sinh để lại cho chúng ta một cái phương pháp để chúng ta học ở đó, ta tu sửa. Thứ tư là đồng bào và nhân loại, chúng ta có cái áo mặc, có miếng cơm ăn, nửa đêm cũng có người thức khuya dậy sớm, đó là cái ơn mà đã ơn là phải trả, ơn là phải trả. Nên chúng ta đang học Phật để chúng ta trả ơn cho đúng, chứ không phải mẹ yếu là coi như đau bệnh chúng ta ra đi cướp lấy tiền về để gọi là đưa cho mẹ, gọi là báo hiếu. Không có đâu, chúng ta phải làm việc đúng. Và cố gắng cái mọi chúng ta, các bạn ngồi đây, đang cố gắng xây dựng, làm sao cho mình đang sống trong cái cõi gọi là thiên đường, cõi Niết Bàn. Không có đâu xa đâu, địa ngục cũng là mình, thiên đàng cũng là mình. Đó. Và đừng để cho cái bọn giả tu, không? Lợi dụng vào tôn giáo, lợi dụng vào thầy bà, lợi dụng vào cái lòng tin của chúng ta, lợi dụng vào cái chữ hiếu của chúng ta, và lợi dụng vào lòng tốt chúng ta để trục lợi. Và chúng ta có trách nhiệm, ngồi trách nhiệm bản thân ta, thương yêu bản thân ta, cũng phải thương yêu cộng đồng, thương yêu xã hội. Khi mình vấp phải thì mình phải công bố lên để cho mọi người đừng bị vấp phải. Sai lầm tức là gì? Nó là thầy của chúng ta. Thì chúng ta khi chúng ta đi mà chúng ta sập cái hầm, nếu người có tâm Bồ Tát tốt lại bẻ cái cây để đây chỗ này có cái hố để người sau đừng sập. Còn chúng ta vô tư, chúng ta đi xong chúng ta sập thì có người nói ôi thế để người khác sập, thì nhiều người sập tức là chứng minh mình là người không phải, tại mình dở nên mình sập. Đó là cái sai lầm mà chúng ta cứ khi chúng ta bị cái gì xấu là chúng ta che đậy và chúng ta không có dám sợ sĩ diện. Ví dụ như Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng, nhà doanh nghiệp lâu năm, 30-40 năm, khi bị nói người ta lừa, sợ xấu hổ, đa phần là xấu hổ, rồi không dám nói, cứ mỗi người nó khai thác vào cái sự xấu hổ đó, nên nó là bắt đầu người ta trục lợi. Khi lộ ra thì chắc chắn người đó không dám nói. Tôi thì khác, tôi bị cái gì mai tôi hô lên để cho người khác đừng bị. Nó mới có trách nhiệm với cộng đồng. Nên là tôi nói thật với các bạn là không có gì qua luật nhân quả hết. Và một lần nữa tôi xin thưa gửi với các vị mà được cho mình là thầy, được cho mình là cái người mà dẫn dắt ba tánh để hướng thiện, không? Mà mình đang làm những cái điều sai quấy, lợi dụng vào tôn giáo, lợi dụng vào các cái điều là coi như lòng tin của người dân để chúng ta trục lợi, một ngày nào đó rất gần sẽ nhận hết nhân quả.
Vì luật nhân quả không tha một ai, dù có để tóc hay là đã cạo đầu, nếu làm bậy cũng đều sự chi phối của luật nhân quả.